Em nói mà thế solo mà con IA với Con con gì Summer nhá? thì nó Con gì không em? không lệch nhau Con gì nhiều, nhưng mà còn cái tùy cái thế trận anh em, chúng ta có cung tuyển, chúng ta có lợi thế đến từ chim sẻ cầm đúng sở trường của mình. ACIA đối đầu với lại Hit Summer cho đến với trận đấu thứ tư 12 giờ, đó là nhà của Huy và chim sẻ nằm một trước mặt phía 9 giờ, gần chết 10 giờ. Đây là bãi quả 7 dành cho game thủ anh Huy. Bởi yêu sát luôn bãi quả. Cái E này thì không sao, đó vẫn là một vị trí đóng BG đẹp thôi. Đồ đầu thì nhìn thấy là bình thường rồi đấy. Thiêu đang đứng khá sát với bãi quả và cạnh cánh rừng. Cùng giờ thì hình như là đang có kèo truy mệnh solo với các em thủ Trung Quốc. Kèo này không có dụng lịch. Vâng, như vậy là đây là một trận thi đấu mà chúng ta sẽ đảo đều hai màn hình máy, cả IC và cả Yamato. Vâng, bên phía đội bạn thì báo về là có trận dân nhẹ nhẹ đến từ cặp đôi bên kia. Đây là màn hình máy của game thủ chim sẻ. Vâng, đây là Mexican trong tay của chim sẻ. Thế nhà thì hoàn toàn có thể không biết là có cần phải bo co vào trong chín rồi không, khi mà trong đấy không có sừng. Rồi cứ bình tĩnh xem là hiểu với lại xem thế rừng như nào. Có một con vực ở mặt chính diện rồi, vậy là từ hướng nhà của Huy sang cảm giác khá là khung. Bảy hiệu đang đẩy về với nhà chị luôn, đâu đó khoảng 6 con. Gỗ đầu siêu đẹp. Hay sư tử kìa. Vâng, sư tử nó không cạn. Như vậy là con sư tử đấy nó cảm nhận thấy rằng con nông dân đấy cũng cùng cầu cùng màu với nó nên nó tạm thương bỏ qua. Có thêm cánh rừng dừa nữa, cái khe đấy thì làm cái nhà cứng là có lẽ là kín luôn thôi. Cái chỗ cái con vực và cánh rừng thông hai cái khe là xong. Bên phía nhà đồng đội sang là rất là khung. Đây, như vậy là S đâu nằm ở đây. Bài của em chim sẻ đang thiếu 2 đô. Chuyển sang với màn hình máy của người cầm Catania. Đây là màn hình máy của người cầm Catania. Chia sẻ thì báo về là giữa hai nhà có hai voi và đang muốn nhường cho đồng đội. Đây là màn hình máy của game thủ chim sẻ đang câu voi. Vâng, như vậy là voi ngoan anh em ạ. Đấy, con voi nó còn ủng hộ chim sẻ trong trận thi đấu này. Đấy thì con sư tử nó không thèm cắn, giờ voi nó không thèm quay đầu. À, nhà siêu kín luôn nhá. Vâng, nhà siêu kín luôn. À đây rồi, có vẻ không? Vâng, không giành giật trong tình huống vừa rồi được em ạ. Đội bạn câu gọi à, nó vẫn phi được, không biết là quay đầu không. Chắc là do Zanesi chạy nhanh quá. Một môn đó chính là không được khóc ở trong trận đấu này, và khóc là người cầm đơn vị quân, đó là con Sumo. Như vậy là thứ tự đội bạn đó là khóc là người đồng mạng, như vậy khóc là người cầm cung tuyển Hiti. Bởi hiệu thì game thủ không được khóc đã đặt bé rất là nhanh rồi, đặt ở phía dưới rồi, cũng trước rồi. Đây là BB kín luôn cái mặt hai cánh rừng. Yamato bên này thì đang đánh với bài 25 dân. Quả phủ ở đây ăn gần xong rồi. Ôi
cùng. Đây sẽ là BM của game thủ Anh Huy. Và đâu đó chỗ này sẽ đóng BL luôn. Rồi, BL sẽ kích đời tầm khoảng 13x trong trận đấu này. Vâng, 10, 29 giây và 25 giây. Chúng ta có một cái S nhân đôi và đây là vị trí vàng luôn của game thủ Anh Huy. Và cờ cáo bò nhà luôn. Và những cái vị trí sườn dốc này rất là ảo, là cảm giác chạy thật sớm vào, thật kỹ vào. Bên này chim sẻ thì đang vác tề để bắn nhau với lại Khóc bên này. Khóc cũng đang có một trận thi đấu mà ăn đồ rất gần với vị trí nhà của chim sẻ. Ở bên phía nữ bạn cũng đang rất hổ báo, con tê ra là tê có giáp. Bó nốt nhà của mình vào. Bên này thì Huy đang bị dò trong. Dò màu 2. Hai dò đang đuổi nhau. Huy đang rất là cẩn thận, đang tranh rất kỹ. Con dò của 98 đang chạy sang nhà chim sẻ nhưng mà đang bị dò của Huy đuổi ở sau rồi. Chim sẻ thì có lẽ đã kín bưng rồi. Cái chỗ khe rừng kia nó cũng đã bo bằng cái nhà BB rồi. 4 BA đóng thẳng hàng luôn. Con tê cũng đang có di chuyển để tìm dân của game thủ không đủ Khóc. Và đây là nhà BA của Khóc. Và con tê của bạn cộng với con dò của bạn cũng đang cố gắng để công ở nhà chim sẻ. Rồi, tạm thời chim sẻ đã vẩy được nghe để bo được cái vị trí này. Cái vị trí hở duy nhất ở thời hiện tại. Huy tham lai là 30. Và Huy đang cố gắng để chọc vào cái BE để có thể lọt vào trong nhà 1-1. Và có sự hỗ trợ đến từ con T của những chim sẻ. Đi E nào. Vâng, sẽ đi E, tập trung. Lần này là gần nổ đấy. Để E tiếp được không? Vẫn bắn vào dân của 1-1 để không cho các bạn có thể sửa được E nhiều. Bắn được E nhiều. Nổ ghe bên ngoài, tiếp tục bắt đầu ghe bên trong. Đây chim sẻ không đang bị đi. Và chim sẻ đã kịp chốt một hàng ghe ở phía trong. Hai con lạc đà cộng với lại một con nhựa giò, ba con lạc đà cộng một cung tê nữa. Con đang cố gắng thủ. Và khi mà cung lòn đẩy ra ngoài thì những con cung tê này sẽ trở nên là vô nghĩa. Chuyển sang cái màn hình máy của game thủ Anh Huy bên này để xem anh Huy áp lực lên trên hướng nhà của không được Khóc. Có những chiếc ruộng là những cái khu vực gọi là yếu, chúng ta hoàn toàn có thể đi được vào. Tham 37 của Huy. Chim sẻ bắt đầu kéo khung gờ lên để công lên trên nhà của không Khóc rồi. Tiếp tục về hè. Chúng ta tiếp tục về hè. Vâng, và lọt vào trong nhà của đội bạn bằng những con ngựa trẻ và đội bạn với tỷ số rất nhanh chóng đã là 4-0. Vâng, tỷ số đã là 4-0 rồi. Trận đấu đang diễn biến một cách quá nhanh chóng và có vẻ hơi nhạt. Vâng, khả năng là bây giờ thì không cho Huy ra quay quân nữa và đề nghị Hoàng Hải ra quay quân đi. Cho nó cân tí, đánh cái kiểu 13 trận và 12-1 với lại 11-2 này thì hơi khê. Hơi nhạt, tôi cần thêm một chút muối vào những cái và thêm gia vị vào trận đấu này. Chúng ta sẽ đến với trận thi đấu tiếp theo, trận thi đấu thứ 5. Tỷ số tạm thời đã là 4-0 rồi, hơi nhanh. Vâng, ai quay quân đấy? Vẫn là Huy à? Với cái đôi bàn tay đấy à? Chúng ta sẽ đến với lượt quay quân tiếp theo và
Chúng ta hãy chờ đợi Quân nào. Vâng, đây không phải là Huy, đây là Hải đúng không? Hay là ai đây? Vâng, như vậy là bảng số 9. Chúng ta 10 là cho Son và 4 là Mark C. Và 2 con 11 là 2 con Hitty. Cho Son, Mark C. Vâng, đúng là chỉ có Hoàng Hải mới là người mà mới đủ sức để mà thêm gia vị vào kèo đấu này thôi. À Huy đấy chứ. Ủa sao hôm nay nhìn Huy khác thế nhở? Quân gì? Mình là cho Son và Mark C. Đối với bạn là Haiti. Tí đánh kèo xong về là muộn rồi, đổ được. Vâng, chúng ta sẽ là Haiti rồi anh em ạ. À quên, là bên phía bạn là Haiti rồi anh em ạ. Chúng ta là cho Son và Maxi. Bảy quả đã có rồi. Vâng, như vậy là bãi quả của chim sẻ đang hơi sâu. Ờ, sau cây gỗ kia hình như còn cây nữa là 4 cây ở khu vực đấy. Đúng rồi, 4 cây ở khu vực đấy và 3 cây xa. Như vậy là bãi quả vẫn là bãi quả 7 dành cho game thủ của chim sẻ đáng ở trong trận thi đấu thứ 5 này. Và chúng ta sẽ đến với màn hình máy của game thủ Anh Huy nhé. Khi mà chim sẻ thì cái bãi quả như vậy rồi thì cũng sẽ không xem màn hình máy của chim sẻ nữa. Chúng ta sẽ đến với màn hình máy của game thủ Anh Huy. Vâng, như vậy là nhìn sơ qua thì bài vở của game thủ Anh Huy ta đã nhìn thấy rằng có voi hai con, trong đó thì một con đã về nhà chính, một con đang cầu về, và có một bãi quả nữa cũng đã nhìn thấy ở cái vị trí gần trên đường đi câu voi của game thủ Anh Huy. Tổng là 2 bầy hưu ở phía ngoài. Như vậy là sơ sơ thì chúng ta đã nhìn thấy rằng là bộ bài của game thủ Anh Huy đã đủ để ép đời rồi. Bộ bài của game thủ Anh Huy đã đủ để ép đời. Đang cố gắng đẩy nhanh cái bầy hươu này về với nhà chính và ép đầu ra thiết kế cánh rừng thông ở phía trên. Bầy hươu là bầy hươu 6 dành cho Huy. Vâng, 7-5-8 dành cho game thủ Anh Huy. Bảy hiệu là bảy hiệu 6 ở phía ngoài nữa. Như vậy là nhà game thủ Anh Huy có tới 3 bảy hiệu, 2 bảy hiệu cộng với lại quả phụ, 2 voi, rất nhiều đồ ăn. Đây, có quả nữa đây. Ôi ôi, lại gặp hai sư tử.
Đi nhanh nào, chu miêng à. Vâng, như vậy là bên phía đối bạn có mùa 1 là chưa lên đời. Còn chúng ta thì đã lên đời cả rồi. Bài kích 10-25 của game thủ Anh Huy khá tốt. Đơn công dành cho game thủ Anh Huy. Thì số đang là 4-0, sắp 5-0 nơi rồi. Quánh hơi nhanh. Bây giờ hôm nay có vội gì không mà quánh hơi nhanh. Vâng, như vậy là đang đánh đàn vàng đến từ game thủ Không Được Khóc. Đây là BA dành cho game thủ Anh Huy. Vâng, như vậy là báo về 1 cũng đánh chém, tức là 2 chém à. Chia sẻ báo về L1 bên này đánh chém. 98 là người cầm hit tiếp theo 2 chém à. Vâng, như vậy là 2 chém ở trong trận đấu này. 2 hit, quánh chém cả. Chúng ta thì bên kia thì game thủ Anh Huy đang bổ nhau với lại con hit team màu 2 của Khóc đánh chém. Có thừa gỗ không, đang xin gỗ để mà đóng y. Và đóng cái nhà gì đó, thì công. Con giò của hai đang đuổi con giò chúng ta. Tôi nghe tiếng lên đời của anh Huy đi rồi. Con tê bắt đầu dí thẳng lên trên nhà của đội bạn. Ở bên này thì chim sẻ đi nắng đang chọc nhau với lại mùa 1 đến 98. Đội bạn đang mang rất nhiều dân đuổi theo con giò chúng ta. Và bây giờ thì khi đã lên đời thì được đập thoải mái, được xem kéo về. Còn Lata đội bạn không kéo tới, rất là cân. Chúng ta mất giò, bạn vẫn còn giò. Cố gắng để mà giữ dân. Ba cũng yếu. Chia sẻ đang báo về Huy, báo là bên này thì yếu đấy, à màu hai yếu đấy, nhưng mà chia sẻ báo về là ba đang có y và ăn hoang thêm bãi quả lấy lực và đánh chém được dân lẻ đứng ngoài của game thủ Khóc rồi. Đây là BG ăn quả. Lạc đà đội bạn bắt đầu xuất hiện ở bên nhà của game thủ Huy. Và đang có y. Đây là một cái khu vực có dụng lẻ của game thủ 98. Game thủ Anh Huy đang có một tình huống tạt nhẹ sang nhà của màu 1. Nhà bãi quả đang bị màu 2 chém. Vâng, đang bắn vào cái bãi gỗ này rất đau nhá. Màu hai rất là yếu ở đây. Còn bên này thì kia là chim sẻ thì chúng ta có thể nhìn màu 1 rồi. Tác động vật lý khá đau. Bây giờ đội bạn đã có cú đỏ. Chốt luôn và đập. Chốt đè và đập. Hết là lạc đà của bạn luôn. Đập hay. Sức cổ hết hơn quân của bạn. Em chỉ đàm cũng đã không còn nhiều hơn nữa. Hai con cung đỏ bên ngoài thì sẽ phát con chém ra. Ôi ngu đần kìa, ơi ngu đần kìa. Bạn phải nghe nghe mà. Ây, con phủ tờ ra vừa mở mắt ra thì bị hai cung rờ đã bắt mặt luôn. Cố gắng phải bắt hai con trẻ cung rờ này của game thủ 98. Vừa mất phủ thì đặc đà đã bạn lại tới. Bên này thì game thủ Anh Huy hôm nay là 30. Vâng, Mark C của Anh Huy đang đẩy để đánh chủ lực. Mark C hôm nay đang đẩy để đánh chủ lực và đang đẩy tê xuống để bắn ruộng lẻ. Xuống ruộng lẻ của game thủ 98. Vâng, đặc đà màu 2 vẫn đang cố gắng để ăn dân của chúng ta. Tạm thời thì Huy vẫn đang phải ăn tốt để giữ dân. Và vẫn đang có ý đứng kề bái quả. Tiếp tục bắn được dân trong ruộng của game 98. Bên này thì game thủ chim sẻ tham lai là 19 đã bổ được dân của mùa 1 ăn vàng. Tham vẫn đang đè rất mạnh nhá.
Nhưng dù anh Huy là người tham to nhất và tiếp tục đang đuổi được dân của Hồ Hải. Nó đang đuổi theo rất nhiều dân của Hồ Hải. Rất khó chịu với những cái đơn vị quân hỗn mã của game thủ không đội cóc. Đánh đúng cái kiểu Mark C, kiểu điên hoang này rất là nguy hiểm. Mark C phải có hốc cơ thì mới tự tin được. Mark C điên hoang này thì các bạn cứ lao vào đội bạn bắn cái kiểu bắn gì thì rất là đau đầu. Tham 22 của game thủ ấy mình đang máy của chim sẻ. Chim sẻ đang có bộ thân của game thủ 98 và 98. 3 dân của 98, 4 dân rồi đấy. 5 dân của 98, vâng, con lạc đá hết máu ăn 5 dân của 98, 56. Vâng, 6 dân của 98 ạ, một con lạc đá hết máu ăn 6 dân ạ. Trầm cảm với ông 98 này mất. Tham đã bé rồi, còn mất dân một cách đầy dễ dàng và ngỡ ngàng như vậy nữa. Thì ông 98 còn tham bao nhiêu, vâng, đổi. Ô lô, vâng, làm thêm con lạc đá nữa, và bây giờ giữ đi. Vâng, đấu luôn. Chuyển Huy, vâng, Huy tham 24 bên này. Huy tham 24. Huy đang công một tuần siêu to lên trên nhà của 98. Thổi bay nhà 98. Bên phía đối bạn cũng đang cố gắng đánh đổi bằng tình huống vào lọt vào để móc dân ở bãi quả. Nhưng mà lượng cung rò, lượng quân của đội bạn không đủ để có thể đỡ lại những con y đang đứng ở nhà gần với bãi quả của chúng ta. Đổi tham quân lấy tham dân. Chúng ta thì bắt đầu đó khoảng 3 dân của bạn, bắt đầu đó khoảng 2 con quân của bạn. Ruộng của một đã bay hết rồi, đang nổ hết rồi. Đang đuổi nhau một con cung rờ của màu 2. Ở nhà thì đây rồi, thấy hai cái ruộng của game thủ không được khóc đây rồi. Chia sẻ bên này tham ai là 10. Đang rất cố gắng để gom từng tham một anh em, gom từng tham một. Đây rồi, bổ 3 con chém, bổ 3 con đơn vị hết máu luôn. Một phát là chết. Ăn thêm 2 con cung rờ nữa. Một con ngựa chém nở ra ăn 2 tham của 98. Chúng ta nở được một tham, bạn mất 2 tham. Như vậy là tham sẽ rất là bóp lại dành cho 98 trong tình huống vừa rồi. Sẽ game từ anh Huy bên này, tham lại là 21. Nhưng mà càng đánh thì Huy sẽ càng mất tham dần, khi mà mất tham dần khi mà bị bạn rỉa. Chỉ có thể là gọi là gom cung thôi, gom quân thôi, chứ đội bạn sẽ rỉa được dân của chúng ta. Bên này thì game từ chim sẻ đầy nắng đang có tham lại là 12. Đã nhìn thấy dân của game thủ 1 lang thang một hai con ở đây, xin cả giò thì bảo đồ là tốt hơn. Những con dân hết máu sẽ là nạn nhân của chúng ta, là nạn nhân của con người chém này. Dò kỹ trong 3 giờ xem thấy cái gì không. Chia sẻ vừa mất vài dân ăn vàng. Tham thì đương nhiên là vấn đề, có 2 tham bóp lại tương đối đi nhá. Vâng, có vẻ như tụi bạn đang muốn chui vào hốc này á. Chui thì bắt. Lại sợ quá. Màu hai về kìa. Vâng, kịch 6 giờ đang có một cái hốc và màu hai cũng đang có cung rờ ở đây. 3 con nông dân của game thủ 98. 3 con nông dân của game thủ 98 đang chạy. Vâng, và ngựa chém cộng với ngựa giò đang đuổi ở phía sau. Vẩy e vào không được ạ, một tình huống vẩy trượt và đây rồi, chim sẻ. 6 giờ nhanh. Vâng, cung rờ cộng lạc đà đấy. Vâng, chặt gỗ nhanh, đuổi theo dân của 1. Chỉ vào cái gì đi. Bắt đi thì bắt, thì tới thì bắt đi. Đấy rồi, ui giời, bắt từng này. Ba sẻ, sửa sẻ, sẻ chốt lại đi. Chốt lại rồi, bắt trong góc luôn nhá. Trong góc luôn, bắt. Phá đi. Phá đi kìa.
Vâng, bắt hết sạch quân của đội bạn rồi. Bắt. Sao để nó chạy nhiều thế? Tưởng là đội bạn cũng không có quá nhiều quân. Vâng, Cam Lai đang là 12 của nguyên thủ chim sẻ đi nắng dư ra đi kìa. Hồi hốc cái đi. Hồi hốc cái đi sẻ ơi. Sẻ hồi hốc này đi. Bò đi. Đây, đây là hai cái ruộng của màu 2. Vâng, tầm này thì hai dân thôi, cũng mất thì cũng bóp thảm cũng mạnh. À, Huy vứt xung quanh cái vị trí đấy vài con y. Vài con y là xong rồi. Khả năng là chim sẻ phá cái nhà chính ở ngoài xong đóng nhà chính bên trong, nở bằng mình dân thôi. Không cần phải nở quân, nở mình dân là đội bạn thấy tham nở là tự quyết. Đội bạn thấy thấy tham nở là bạn tự quyết. Vâng, tỷ số là 5-0 ở trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, quá hay. Và Huy có một trận đấu đánh rất là trì trạc và chuẩn, khi mà tạt té cũng cực kỳ là hay. Tỷ số là 5-0. 5-0 rồi, rất nhanh chóng. Chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo ở trong buổi tối ngày hôm nay, ở trong trận đấu trong cuộc đấu của cặp đôi chim sẻ anh Huy đấu với bên phía đội bạn là chiến thắng của Đồng Khóc trong giải Apex Star League. 5-0 rồi anh em ạ, rất nhanh. Không. Tỷ số mấy lần bạn? Ăn thua 1-2. Khánh Quân mẹ ấy tâm huyết thế. Tâm huyết gì? Đấy. Tâm huyết chứ tự nhiên đừng tặng. Tâm huyết. Tặng gì ấy? Vào sản phẩm chất lượng. Nghe thấy không? Có cái hộp, có cái hộp tam không? Phải có hộp tam thì đéo ai cũng mẹ bất ngờ đó. Chưa bao giờ nhận được cái kiểu như thế. Người chưa được rồi mình đấy. Tâm thì hoài ấy. Cho hẳn hộp luôn. Giờ về với đã. Kể vào đi. Hẳn một hộp. Bao tiền một hộp đấy anh? Con chung đi. Đau thế. Trải nghiệm. Vâng, chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo. Trận đấu thứ 6 ở trong buổi tối ngày hôm nay. Trận mới 13 trận anh ạ, đủ 13 trận. Tôi em chưa bao giờ mua đồ ăn và tặng Tâm đấy thật. Vâng, chúng ta sẽ chuyển sang màn hình máy quay quân và hãy chờ đợi đôi tay của Huy. 68, vâng, số đẹp. Bảng số 3. 86, Fopper, ui giời ơi. Fopper bên phía đối bạn là 11 là Pan và 3 là Katha. Như vậy là cái con Katha kia là phải con sang thì mới sợ. Chứ còn cần chúng ta là 8 là Fo, đối bạn là chúng ta 8 là Fo, 6 là Per, đối bạn là Pan cá. Phô bơ. Phô bơ. Pan cà tha bên kia là 98 là cà tha. Pan cũng không được khóc. Chúng ta sẽ đến với trận thi đấu thứ 6 ở trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta đã đi được gần nửa chặng đường rồi. Chúng ta tỷ số vẫn đang là 5 trắng dành cho các đội chim sẻ và anh Huy trong buổi tối ngày hôm nay. Một buổi tối mà đang thi đấu cảm giác là rất là vội. Đây là quả đầu dành cho chim sẻ. Nói chung là vẫn đang chưa chạm đến cái điều tôi mong đợi. Tôi chỉ ra đó là tiếng rưỡi thôi, nhưng bây giờ đã là 1 tiếng rồi mới dứt điểm ở 5 trận. Còn 30 phút nữa để dứt điểm, tầm khoảng 8 trận nữa thì không đủ. Chắc là kèo này sẽ phải tầm khoảng 2 tiếng. Tầm khoảng 9 giờ sẽ anh em sẽ xong. Ngày mai thì chim sẻ sẽ di chuyển vào trong Nghệ An. Có giao lưu với một số anh em cho fan ở trong Nghệ An. Và ngày mai thì cụ thể thì sẽ được thông báo ở trên fanpage chim sẻ nắng, trên group của chim sẻ nắng anh em nhé. Em ạ, sáng mai thì sẽ có lịch cụ thể hơn anh em ạ. Gỗ đầu một cây 75. Sẻ dành cho sẻ cầm phô. Và đây là Huy là Pơ. Ôi dồi ôi, Pơ có hai voi này. Ôi
Vàng này hơi dốc. Vàng này có thể gọi là vàng xấu dành cho loại game thủ anh Huy. Vâng, như vậy là quả luôn này. Có thêm hiệu này. Vâng, như vậy là bài hai voi cộng với là quả phụ dành cho em từ anh Huy rồi. Hiệu thì đang được nhìn thấy ở phía ngoài rồi. À, màu hai nhá. Hai là người cầm Kata của 98. Vâng, như vậy là voi đã về với nhà chính của anh Huy rồi. Hai voi đã về nhà chính, bắt đầu đi ra để ăn rừng ở phía ngoài gần với hươu. Vâng, cái bầy hươu ở đây đặt S lên thì có thể nhân đôi được, lùa hươu về với nhà chính với S là nhân đôi được. Thôi nhường cho nó đi, em ăn cái bãi quả giữa cũng được. Quả đâu của thằng kia đây? Quả đây quả đầu à? Anh ăn đi. Như vậy đây là cái bãi quả mà game thủ anh Huy đang muốn ăn. Cái quả kia là quả đầu của màu 2, cho đi anh em. Đây quả khác không? Đây là quả đầu của màu 2. Mơ nếu mà được nhường cái bãi quả kia thì thôi, nó không có lý do nữa. Tập trung em đời. 654. Ok. Với lại một bầy hươu 6, một đôi voi, một bãi quả phụ 6 cây. Em chật lực luôn. Bên đây chim sẻ đang cầm phô, vâng, nhìn thấy hai voi giữ bản đồ. Chim sẻ là thiếu đồ và đã cố gắng đi dò và nói chung là không phụ lòng người, ra được đôi voi luôn. Cố gắng câu hai voi này về với nhà chính để còn ép đồ. Nếu như mà hai con voi này mà không lỗi thì sẽ phải là ok, còn nếu mà lỗi thì chưa biết như nào đâu. Tí nữa thì chết dần ạ. Tí là chim sẻ làm siêu phẩm. Quên mất không để màn hình máy của Huy xem Huy ép đời. Sorry anh em. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn thấy Huy đã bắt đầu có giò. 10-20 có giò thì tối thiểu là kích ở 9-50. 30 giây để có giò, và đây là dân của game thủ 98. Chọc dân của 98 nào. Bên này thì cặp 2 rồi, bên kia thì cặp 1, không được khóc là người cầm pan. Pan đấy, bên kia chim sẻ cặp 3, cặp pan. Bên này thì game thủ anh Huy đang chọc được 2 dân của 98 rồi, tìm bãi vàng của họ nào. Đây, không ăn vàng ấy, từ đội bạn làm cái A ở đây nữa là đội bạn đứt luôn, không thì cứ đóng chuẩn, chiến thuật là 2L1B. A thì cảm giác là ăn sổi luôn đội bạn. À, có giò của màu 2 này kéo về. Giò ta công giáp đầy đủ. Màu 2 không ăn vàng, vẫn chưa dấu hiện vàng. 1L1B của A đó là công thức thi triển bỏ công ở trong chỗ này của game thủ Anh Huy. Đội bạn đang bo nhưng mà chúng ta đóng A đấy rồi thì chắc chắn là sẽ có thể bắn vào đây luôn. Xem là bạn ăn vàng không, tầm này chắc là bạn đã bắt đầu bo vàng mình rồi. Thì bạn có 2 bãi vàng, 3 bãi vàng gần nhà cơ. Một bãi vàng ở gần trong BA chúng ta, và ở trong có ghép còn bãi vàng nữa đấy. Check xem là bạn có tăng vàng hay không, là biết ngay là bạn có ăn vàng hay không, mới nghe nhá. Vâng, đóng nghe, dí
dí quân B lên và phù con ngựa giò của game thủ màu một không được khóc tạt sang từ bên phía nhà chim sẻ. Bằng bo bãi vàng vào chim sẻ báo về là bên kia là chuẩn bị có cả là đà tạt rồi, nhưng chúng ta có phù chúng ta không sợ. Màu hai thì đang phá để chạy vào trong cái hốc ở phía trong, chúng ta đang kéo hết quân về phía bãi vàng chỗ BB của đội bạn. Bổ chết con giò của mình, chạy rất nhanh đến từ khóc và chém được một dân xong co giò chạy luôn. Như vậy là bạn vàng đây. Ôi bãi vàng này thì rất là dễ công bằng tê, thậm chí là vẩy e vào để không cho bạn chạy dân. Đúng rồi, Huy là rất tinh tế muốn xử lý tiểu tiết của mình. Đó, bắn được hết toàn bộ lượng dân ở bãi vàng của game thủ 98 và phá cả BS ạ. Vâng, ép cho 98 phải phá quả BS đấy là thực sự là rất là thành công từ game thủ anh Huy. Vâng, bây giờ thì mang lạc đà lên để chiến thân của chúng ta, thì chúng ta đã có phù ở nhà tỷ số là 6-0 trắng ở trong buổi tối ngày hôm nay. Quá nhanh và quá nguy hiểm. Vâng, quá nhanh, quá nguy hiểm. Chúng ta sẽ đến với trận thi đấu tiếp theo ở trong buổi tối ngày hôm nay. 6 trận đấu đã trôi qua rồi. Vâng, diễn biến đang là một chiều. Hơi nhạt.